Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn xem bản tin một đề xuất khiến Nguyễn Phú Trọng phải lo sợ. Vấn đề Trung Quốc và sự nghiệp chính trị của quan chức cấp cao trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam nó luôn gắn bó với nhau. Không một cá nhân nào không tham gia nhóm lợi ích chính trị mà lại leo lên cao trên nấc thang danh vọng cho được. Và không một nhóm lợi ích nào muốn hùng mạnh mà lại có thể tách xa quỹ đạo của Trung Quốc. Cũng chính vì lợi ích tính đặc trưng của chính quyền và chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà bao năm qua Trung Quốc cứ thế lấn tới. Vì sợ mất lòng Bắc Kinh nên chính quyền Hà Nội đã nhẫn nhịn từ nhiều năm này đến năm khác, làm cho nhân dân Việt Nam rất bức xúc nhưng không làm gì được. Đây là hình ảnh bao lâu nay chính quyền thường gây khó dễ cho những người mặc áo có chữ nâu u. Ở Biển Đông, Trung Quốc tự vẽ được 9 đoạn bất hợp pháp. Và điều quan trọng là không ai xác định tọa độ của những điểm mốc đường chín đoạn đó như thế nào. Vậy nên phía Trung Quốc cứ lấn dần vào phía Việt Nam là điều khó tránh khỏi. Quan sát nhiều năm qua thì ai cũng dễ dàng nhận ra là chính quyền tại Hà Nội đã chấp nhận nhẫn nhịn để vun đắp tình hữu nghị anh em hơn là cứng rắn với Bắc Kinh. Thái độ mà bao năm nay chính quyền Hà Nội thể hiện khi nói chuyện với Bắc Kinh đó chính là thái độ sợ sệt. Những người mặc áo có chữ nâu u thường làm cho chính quyền lo sợ và họ lo bắt bớ để tránh làm mất lòng bản vàng. Mặc dù là những người mặc áo nâu u ấy chỉ mặc trên lãnh thổ Việt Nam. Trong khi đó, do có hình bản đồ, hình lưỡi bò mà du khách Trung Quốc mặc khi sang du lịch Việt Nam thì chính quyền Hà Nội lại ngại không đụng đến, đó là thực tế. Chủ đề Hoàng Sa cũng được cho là nhạy cảm từ nhiều năm nay. Cách đây khoảng 10 năm, một nhà làm phim người Việt gốc Pháp tên là André Nicmerat, có tên tiếng Việt là Hồ Cương Quyết, đã gặp khó khăn với chính quyền Việt Nam về chủ đề Hoàng Sa. Sau bao nhiêu năm, bỏ công bỏ sức và tiền của, ông đã làm bộ phim Hoàng Sa Việt Nam nỗi đau mất mát. Khi làm xong, ông dự định chiếu ở một quán cà phê trong khu du lịch Văn Thánh vào chiều ngày 29 tháng 11 năm 2021. Bộ phim tài liệu 60 phút kể về người dân ở Bình Châu, Lý Sơn đã vật lộn với biển để mưu sinh và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và cái họ nhận về là nỗi đau của những bà con ngư dân phải mất ghe, mất người khi đi đánh bắt xa bờ và bị tàu hải cảnh Trung Quốc bắn chìm. Buổi chiều đó, dự định có một số người tham gia tổ chức như ông Cao Lập, giám đốc khu di tích Văn Thánh lúc đó và luật gia Lê Hữu Đằng. Tuy nhiên, điều bất ngờ là hai người này đã bị công an triệu tập. Và điều đáng nói hơn là ngay lập tức, lúc bắt đầu chỉnh chiếu lúc ấy thì điện đã bị cúp. Việc cắt điện đột ngột ngay trước giờ chiếu như thế được ông Hồ Cương Quyết cho rằng chính công an đã làm điều đó. Đây là hình ảnh, chủ đề Hoàng Sa luôn là chủ đề nhạy cảm đối với chính quyền tại Hà Nội. Những người tổ chức sau đó vào một nhà hàng bên cạnh, họ cùng với ông Hồ Cương Quyết cầm tấm biển ghi dòng chữ phản đối các hoạt động phi pháp và bạo động của công an thành phố Hồ Chí Minh, ngăn chặn và cấm việc chiếu phim. Được biết trước đó, ông Hồ Cương Quyết đã đi đặt một áp phích với nội dung Hoàng Sa là của Việt Nam. Áp phích được đồng ý với giá 220.000 đồng. Khi ông Hồ Cương Quyết đến nhận áp phích, cái ông được nhận lại là chiếc phong bì hoàn tiền với dòng chữ trả lại ông Tây không làm được. Và từ đó đến nay, bộ phim Hoàng Sa nỗi đau mất mát đã bị cấm vô thời hạn. Cho đến nay, đã qua nhiều thế hệ lãnh đạo lên rồi xuống, nhưng thái độ của chính quyền Hà Nội vẫn cứ như thế. Chủ đề về Hoàng Sa vẫn là điều cấm kỵ với các nhà báo, nhà làm phim. Đó là một minh chứng cho thấy các thế hệ lãnh đạo mỗi khi nghe nói Hoàng Sa, đường lưỡi bò hay bất kỳ chủ đề nào liên quan đến chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc đánh chiếm phi pháp và đã xuất hiện một đề xuất đã làm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sợ xanh mặt. Vào ngày 3 tháng 3 trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA đã có bài viết và tác giả Khánh An với nội dung đại biểu Quốc hội cho Hoàng Sa tại sao không? Nhân dịp bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sắp tới, thì đây được cho là một đề xuất rất hợp lòng dân. Đó là điều cần thiết về nguyên tắc Hoàng Sa đã bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm một cách bất hợp pháp từ năm 1974, thời Việt Nam Cộng Hòa, nên Việt Nam cần phải có chức danh đại diện Hoàng Sa trong Quốc hội. Đó là đề xuất hợp lòng dân, nhưng có hợp lòng đảng hay không lại là một vấn đề khác. Bởi đã từ nhiều năm qua, chính quyền tại Hà Nội và các quan chức khác của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam nói riêng,
họ rất sợ động chạm đến yếu tố Trung Quốc. Ông Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng sức mạnh của ông bằng yếu tố Trung Quốc. Cả ông Phạm Minh Chính cũng như vậy. Liệu rằng hai ông này có ủng hộ ý tưởng đó hay cả hai đều phải sợ xanh cả mặt mà lệnh cho công an ngăn cản những đề xuất có tính chất nhạy cảm như thế này? Theo bài báo cho biết, có một luật sư đề xuất ý tưởng nên có một đại biểu quốc hội đại diện cho Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, nhưng trên thực tế do Trung Quốc kiểm soát. Giữa bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị lại bầu lại cơ cấu cơ quan lập pháp với 500 ghế cho nhiệm kỳ 2021-2026. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã dẫn lời ông luật sư Đặng Đình Mạnh rằng việc có đại biểu của Hoàng Sa trong quốc hội có nhiều lợi ích cả trên phương diện pháp lý lẫn chính trị. Có thể nói đây là một đề xuất rất hay. Theo phân tích của tác giả thì về phương diện pháp lý, Việt Nam trước nay vẫn coi Hoàng Sa là của mình. Việc bị chiếm giữ không thể làm gián đoạn chủ quyền của Việt Nam được. Vì vậy tôi nghĩ cần phải có đại biểu quốc hội là đại diện của Hoàng Sa. Đây là hình ảnh đề xuất được đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thực tế thì Việt Nam vẫn có đơn vị hành chính huyện đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, thì đơn vị hành chính này hoàn toàn có đại biểu quốc hội đại diện cho đơn vị bầu cử này. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, việc có đại biểu quốc hội cho Hoàng Sa vừa là nhu cầu chính đáng, vừa đáp ứng mong mỏi của người dân. Thực hiện ý tưởng này cũng sẽ mang lại lợi ích của Việt Nam trong việc khẳng định chủ quyền theo công pháp quốc tế. Vâng, xét về mọi khía cạnh thì ý tưởng được ủng hộ, nhưng liệu ý tưởng này có được ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Phạm Minh Chính hay ông Vương Đình Huệ đồng ý hay không lại là chuyện khác. Vì sự nghiệp chính trị bản thân rất khó để những người này đồng ý với ý tưởng này. Nhiều khả năng họ sẽ sợ mà tránh né, mà ngăn cản là rất cao. Huyện đảo Hoàng Sa được đề xuất có đại diện trong Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào ngày 5 tháng 3. Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết Chủ tịch Ban bầu cử thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Trinh Minh Chiết đã ký ban hành nghị định và nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 là 15 đơn vị bầu cử. Trong đó, 7 đơn vị bầu cử, 4 đại biểu và 8 đơn vị bầu cử, 3 đại biểu. Ở quận Hải Châu và quận Thanh Khê, mỗi quận có 3 đơn vị bầu cử. Ở quận Liên Chiểu và quận Cẩm Lệ cùng huyện Hòa Vang, mỗi đơn vị có 2 đơn vị bầu cử. Quận Ngũ Hành Sơn có 1 đơn vị bầu cử. Ngoài ra, quận Sơn Trà và huyện đảo Hoàng Sa, mỗi địa phương có 1 đơn vị bầu cử. Trong đó, huyện đảo Hoàng Sa thuộc đơn vị bầu cử số 10. Bầu cử chung cùng các phường Mân Thái, Thọ Quang và Nại Hiên Đông. Số lượng đại biểu được bầu phân bổ cho đơn vị bầu cử số 10 là 4 đại biểu. Đây là hình ảnh nhiều năm nay huyện đảo Hoàng Sa luôn có một đại biểu trong Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Như vậy thì huyện đảo Hoàng Sa có một đại biểu trong Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng lâu nay. Thì tại sao tới giờ này đơn vị bầu cử này vẫn không có người đại diện trong quốc hội? Đó là câu hỏi cho đến nay người dân đã đặt ra. Dù rằng vùng đất thiêng liêng này đã bị rơi vào tay Trung Quốc, nhưng Việt Nam không thể chấp nhận nó thuộc về Trung Quốc mãi được. Với người dân, những gì vốn có của Việt Nam thì mãi mãi nó vẫn là của người dân Việt Nam. Chỉ sợ những nhân vật cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam vì lo ngại ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của mình mà ngăn cản ý tưởng này. Sức mạnh chính trị có được từ yếu tố Trung Quốc đã nhiều năm nay đã bao thế hệ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cứ đem nó ra đánh đổi. Họ không chịu kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vì sự ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị. Vì thế, cho đến nay, Việt Nam chưa đệ đơn kiện. Và mặc dù chủ quyền biển đảo rõ ràng đến như vậy, nhưng cũng rất khó để lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận một đại biểu quốc hội đại diện cho Hoàng Sa. Những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều năm nay vẫn luôn bị kẹt trong vấn đề chủ quyền biển đảo. Làm chính trị mà không tận dụng được sự ủng hộ của Bắc Kinh thì lại yếu thế trước đối thủ. Mà tận dụng sự ủng hộ của Bắc Kinh thì bị dân cho rằng nhu nhược và cũng có tội với lịch sử. Đã có lời giải thích rất hay của luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng tuy trên thực tế chúng ta không có sự quản lý đối với khu vực đó, nhưng chúng ta vẫn hành xử thì điều đó mang lại giá trị rằng chúng ta không từ bỏ chủ quyền của chúng ta đối với khu vực đó. Đây là nguyên tắc của công pháp quốc tế. Tuy nhiên, để thuyết phục được những lãnh đạo cấp cao từ bỏ quyền lợi chính trị
để làm điều hợp lòng dân như thế này là rất khó. Bài học về việc ngăn cản ông Hở Cương Quyết chiếu phim Hoàng Sa nỗi đau mất mát còn nguyên giá trị. Đó là sự minh chứng cho thái độ của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với vấn đề chủ quyền Hoàng Sa là hết sức đáng chê trách. Đây là hình ảnh mối quan hệ của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cảnh Bình đang rất tốt. Chủ đề Hoàng Sa sẽ làm ông Tập không vui. Cho đến nay, Bắc Kinh đã thành lập nhiều khu vực hành chính và có các chính sách hỗ trợ để khuyến khích doanh nghiệp, người dân Trung Quốc đến Hoàng Sa sinh sống, đầu tư và lập nghiệp. Trong khi đó, Việt Nam vẫn phản ứng yếu ớt mang tính chiếu lệ như là thực hiện cho tròn vai với dư luận cho rằng Đảng cũng bảo vệ chủ quyền. Tuy nhiên, với tới nay, việc bảo vệ chủ quyền ấy cũng chỉ là những lời nói vô thưởng, vô phạt mà bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn thường hay lên tiếng lặp đi lặp lại. Điều mà người dân chờ đợi là hãy kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam không dám làm. E rằng ông Nguyễn Phú Trọng cũng sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, vốn lâu nay vẫn giúp ông mạnh mẽ trong chính trường tại quốc nội, thì khó ông Nguyễn Phú Trọng chiều ý người dân cho được. Hai từ Hoàng Sa đối với dân Việt Nam nó rất thân thương, nhưng có lẽ đối với ông Nguyễn Phú Trọng hay nhiều quân chức khác, nó là nỗi ám ảnh và khiến họ luôn có nỗi sợ xanh mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 3 năm 2021 với bản tin Một đề xuất làm cho ông Nguyễn Phú Trọng phải lo sợ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.